mình về, nguyện làm một chiếc lá đa sông về. Ngày hôm nay là ngày mùng 2 tháng 2 dương lịch và âm lịch của năm 2022. Khiếp thật, từng đấy số 2, từng đấy số 2 nhưng mà nó sẽ đưa chúng ta lên số 1. Và đầu tiên thì thầy muốn xin chúc tất cả các bạn nghe đây, cái lòng thành nhất của thầy để mà chúc các bạn là có một cái cuộc sống thực sự là hạnh phúc, phải thực sự cơ, thực sự là bình an. Bình an không có nghĩa rằng là không có bệnh đâu. Bình an có nghĩa rằng là ngay trong tâm thần của mình không có lo lắng, không có lo lắng luôn mới được. Dân tộc chúng ta là một dân tộc thích lo, đôi khi phải lo, đôi khi bắt buộc bị lo. Nhưng mà thầy muốn rằng là chúng ta sẽ thoát khỏi những cái nỗi lo để mà sống một cách rất là hồn nhiên. Thế rồi khi mà chúng ta tích cực thì chúng ta phải tích cực thật cơ. Tích cực thật là không phải là chỉ đi xem bóng đá mà thấy là Việt Nam thắng Trung Quốc một cách vẻ vang và một cách rất là tự tin. Không, chúng ta tích cực là chúng ta, cái lòng của chúng ta tự tin, chúng ta đi tới mà chúng ta biết rằng là chúng ta đi đúng lộ trình. Chúng ta biết rằng là chúng ta cứ phục vụ xã hội, chúng ta biết rằng là chúng ta cứ yêu thương, thì chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ, đương nhiên chúng ta tiến, đương nhiên chúng ta sẽ hạnh phúc một cách tập thể. Và đương nhiên chúng ta sẽ tìm được cái bờ bến mà vũ trụ đã muốn chúng ta đi tới, mặc dù chính chúng ta cứ dập dà dập dình không chịu đi tới cho đến ngày hôm nay. Thế thì tất nhiên là để mà có buổi hôm nay thì chúng ta phải thẳng thắn và chúng ta phải bình đẳng. Bình đẳng ở cái chỗ rằng là thầy sẽ không có dám lấy cái số thời gian mà thường thường các buổi như thế này hay trao cho thầy. Và thầy muốn tất cả chúng ta có cái thời gian để phát biểu. Và bình đẳng ở cái chỗ rằng là tất cả những cái ý tưởng của chúng ta nên xuất phát hết ra đi. Bởi vì không biết cái ý tưởng của ai sẽ là cái ý tưởng gọi là cái chủ ý của năm. Không ai dám nói là mình có cái ý đó đâu. Hôm nay có lẽ rồi đến chốc 1-2 tiếng nữa chúng ta mới biết là cái gì là cái chủ lộ trình, chủ ý, chủ đích của chúng ta. Thế thì trong cái niềm hạnh phúc, một lần nữa thầy xin cho tất cả, chúc tất cả mọi người thật nhiều hạnh phúc và thật nhiều bình an. Thế nhưng mà nói đến đây đó thì thầy mở ngay cái cuộc nói chuyện và thầy xin hỏi bạn nào tình nguyện nói sang ngay sau đây, bạn ấy có những khắc khoải nào, bạn ấy có những cái vấn đề nào mà muốn trao đổi với thầy và muốn trao đổi với tất cả mọi người trong cái tinh thần và bình đẳng mình vừa nói. Tối hôm qua thì con cũng suy nghĩ rất là nhiều về cái con đường mà mình sẽ tiếp tục mình đi, đó là về giáo dục. Trong cái năm vừa rồi nó có những cái mất mát, nó có những cái đau thương, nó liên quan đến, có thể là nó xuất phát từ trong cái nội tại của từng cá nhân có, nhưng mà trong gia đình nó cũng có. Thì khi mà tham gia cái thần kế nền đó thầy, thì nó lại là một cái giá trị sâu trong đó, mà có lẽ là từ cái kế nền nó mới hình thành một. Và trong cái đợt vừa rồi khi mà về nôi Vũng Tàu, tức là về nôi của khai sinh ra cái nền á, thì thầy cũng có nhắc đến cái cụm từ này. Và đó là cũng cái mà con suy nghĩ suốt trong cái nền ở Vũng Tàu và trên cái hành trình mà khi về lại Sài Gòn. Và con nghĩ cái đó chính là cái mà trong năm 2022 thì con sẽ đi mạnh về cái điều đó.
tức là mình sẽ lấy những cái giá trị từ trong chính cái gia đình để cho một cái đứa trẻ nó thực sự nó phải cảm nhận được cái điều đó. Ba mẹ cũng là người sẽ song hành cùng với con cái. Ba mẹ cũng sẽ là có một cái mối quan hệ như một người bạn của con, nhưng mà nó cũng sẽ có những cái giới hạn nhất định nào đó, tức là nó không có vượt được qua những cái nguyên tắc, hay là cũng không có vượt quá những cái giới hạn cho phép, nhưng mà cái sự bình đẳng ở trong đó là có, cái sự hồn nhiên cũng có, cái sự thẳng thắn và tích cực cũng có. Tức là giữa ba mẹ và con cái là như một cái cuộc đối thoại mà hết sức là chân thành cùng với nhau. Ba mẹ sẽ đồng hành cùng với nhau trên cái sự phát triển của đứa trẻ. Và chính vì cái điều đó sẽ là cái giá trị rất là sâu và bền vững để mà cho cái đứa trẻ đó nó là một cái hành trình sau này nó có thể trở thành một công dân toàn cầu. Và xa hơn nữa là nếu như mà cái đó là những cái tín hiệu tốt thì nó cũng sẽ trở thành một cái công dân của vũ trụ. Nhưng mà nó sẽ được xây dựng dựa trên một cái giá trị rất là bền vững và giá trị rất là sâu. Thì con cũng chia sẻ những khắc khoải đó để thầy có thể là có những cái lời khuyên, và thầy có những cái lời dẫn dắt là đối với trong về giáo dục thì cái giá trị mà để mình tôn tạo và mình giữ được, giống như là thầy đã lan tỏa về cái giá trị về văn hóa gia đình kế nền, để có thể là nó song hành cùng với cái việc làm đó, để con cũng là một trong những cái nhân tố. Tại vì trong một cái hệ thống giáo dục thì có rất nhiều những thành phần và các cái anh chị khác, thì con cũng muốn là mình là một cái góp phần trong cái hành trình đó, và thầy sẽ có thể là cho con chúng con những cái lời chia sẻ. Thầy muốn nghe các bạn bình luận về cái cách đặt vấn đề đó. Chắc là em xin phép. Đầu năm thì đây là một cái buổi khá là bất ngờ và lại vô cùng đặc biệt, tại vì em nhận được tin nhắn của Hồng Phương cũng khá là muộn, và rất là hoan hỷ vì là được Hồng Phương nhắn một cái tin như thế. Dạ thế chính xác là như thế ạ. Vâng không có một cái sự chuẩn bị gì, cho nên là khi thầy đặt câu hỏi là chúng ta ở đây mỗi một thành viên chia sẻ những cái điều mà mình cảm thấy trăn trở, và mình thẳng thắn để mình chia sẻ cái điều đấy, và mình những cái gì mình mong đợi, những cái gì mình trăn trở thì mình chia sẻ. Thì em lại lắng nghe Hậu nói đầu tiên. Thế thì về cái nền về nôi ở Vũng Tàu thì mình chưa có được một cái sự may mắn để sắp xếp cái thời gian để tham dự vào cái dịp cuối năm vô cùng đặc biệt như thế. Thì hôm nay lại là cái buổi mà Hậu cũng vắn tắt lại về cái tinh thần của cái nền về nôi ở Vũng Tàu, và từ cái chia sẻ của Hậu về trăn trở về cái giáo dục, về cái văn hóa gia đình, chính là cái văn hóa nền tảng của cái nền có thể là một cái chủ đề trong năm nay chẳng hạn, thì nó gợi cho em những cái suy nghĩ về cả một cái năm vừa rồi, những cái nốt trầm, giống như trong một cái phím đàn piano mà khi mà mình chơi một cái bản nhạc thì nó có những cái nốt trầm và nó có những cái nốt thăng, nốt cao. Và cuộc sống thì năm vừa rồi nó cho chúng ta thấy rõ là trong năm vừa rồi quá nhiều nốt trầm, mặc dù cái nền của chúng ta như những cái nốt cao xen vào giữa những cái nốt trầm đấy, nhưng mà những cái mất mát, những cái đau thương ở tất cả các cái lĩnh vực thì nổi trội lên trong số đấy. Thì em thấy có những cái vấn đề mà mình trăn trở rất là nhiều. Cái thứ nhất là về y tế. Thì trong năm vừa rồi có thể nói là gì, cái nền của chúng ta tuyệt vời là có cái sự tham gia của chiên, và thầy đã tạo được rất là nhiều cái buổi để mà nói chuyện với các đội ngũ bác sĩ và y tá và điều dưỡng ở trong ngành y. Và nó cũng là một cái năm mà ngành y tế vừa đánh dấu những cái sự rất là lạ thăng hoa về mặt cảm xúc,
có lẽ là sau chiến tranh thì chỉ có thời kỳ chiến tranh thôi những cái cảm xúc mới thăng hoa đến cái độ như vậy. Nhưng mà năm vừa rồi là những cái nốt trầm của một cái đại dịch mà nó cũng mang đến rất là nhiều cái thăng hoa về mặt cảm xúc của đội ngũ trong ngành y. Nhưng mà bên cạnh đấy thì vào cuối năm âm lịch và đầu năm dương lịch thì chúng ta lại cũng thấy một cái nốt trầm vô cùng to lớn của ngành y tế. Đấy là chính là những cái việc mà gì, những cái đi quá những cái các cái nguyên tắc ở trong quản trị cả một cái thời kỳ mà đối phó với đại dịch, và trong cái quản trị của ngành y thì còn rất là nhiều cái vấn đề, và chúng ta thấy những cái nút trầm nó giáng xuống vào cuối năm, rất là nhiều người vào vòng lao lý và bây giờ nó sẽ kéo dài đến năm nay. Thì cái trăn trở đầu tiên của em chính là gì? Mặc dù là mình không phải là một người ở trong cái ngành y tế như thế, nhưng mà rất là nhiều cái công việc mà em đang làm thì nó cũng có liên quan đến các cái vấn đề của cái y tế và tất cả những vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe và chữa trị bệnh nhân, kể cả về tinh thần và thể chất ở trong cái lĩnh vực mình làm có liên quan. Thì em cũng có một cái điều băn khoăn và mong hơn nữa là năm nay có một thời gian thầy sẽ dành rất là nhiều cho bên lĩnh vực về y tế, đặc biệt là trong quản trị đối với cái ngành y này. Thì chúng ta, em ở cái góc độ của người bên ngoài nhìn vào thì em thấy là đội ngũ về chuyên môn bác sĩ thì rất là giỏi, nhưng mà dường như chúng ta thiếu đi mất một cái nền tảng để mà làm cho cái giỏi đấy nó thăng hoa và nó phát triển và có thể tạo nên những cái gì, một cái dẫn, tạo nên một cái sự dẫn dắt đối với ngành y tế được. Đấy là cái quản trị y tế trong trong lĩnh vực về y tế và chăm sóc sức khỏe nó vẫn đang còn ở một cái mức độ rất là sơ khai. Em tiếp xúc với lại một vài những vị mà từng là bác sĩ và họ lại thiên về ngành quản trị, và họ cũng sang Việt Nam rất là nhiều lần, một số vị bác sĩ trên thế giới, thì họ cũng chia sẻ khá là nhiều và họ cũng làm lăn lộn ở đây rất là lâu để mà gì mong muốn đưa vào một cái sự đào tạo ở trong cái lĩnh vực về quản trị về y tế. Tuy nhiên là nó gắn liền với yếu tố thương mại và nó bị thương mại hóa quá nhiều. Và em mong là năm nay với cái sự góp mặt của Chia trong hệ sinh thái tế nền thì sẽ có một cái làm cho những cái bài học về nút trầm trong năm cũ nó sẽ khiến cho cái năm nay sẽ là một năm mà liệu nền y tế có thể là khởi sắc được hay không, để chúng ta nhìn thấy là có rất là nhiều thứ phải làm phía trước, nhưng mà bắt tay vào để gây dựng một cái hệ sinh thái và đào tạo và dẫn dắt một cái đội ngũ còn trẻ để mà gây dựng nên những cái hạt giống cho cái quản trị y tế trong tương lai. Và cái điều thứ hai là về giáo dục thì rõ ràng trong những ngày cận cuối năm âm lịch thì chúng ta lại nhìn thấy rất là nhiều cái nốt buồn, cái nốt trầm nữa ở trong các cái bi kịch gia đình, và bi kịch ấy nó giáng vào trẻ thơ. Và đấy là một cái điều mà khiến cho em không 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 có thể hiện một cách gì phản đối những cái hành vi bạo lực hay quá đáng ở trên mạng xã hội, hay là mình đòi hỏi là mình phải bỏ tù người này, mình phải tử hình người kia, hay là mình sẽ phải xử theo một cách nào đấy. Nhưng mà cái nó lắng lại sâu nhất ở trong lòng mình là như vậy. Thì cái bên cạnh cái giáo dục gia đình nó đang ở cái mức độ nó rất là gì, gọi là gì, có những cái vấn đề rất là trầm trọng của nó, thì cái giáo dục của toàn xã hội nó cũng đang ở một cái gì đấy mà em cảm thấy là nó có một cái sự lẫn lộn và nó có một cái sự pha trộn, và trong đấy thì những cái tiêu cực nó đang chiếm lĩnh nhiều hơn cái tích cực, và nó dẫn đến những cái hiện tượng xã hội nó không còn là hiện tượng nữa và nó khá là phổ biến. Ngay cả cái cách người ta phản ứng với những cái việc mà nó đã xảy ra trong cái thời gian cận đây nhất, và những cái nạn nhân của tất cả những cái đấy thì rơi vào một cái tầng lớp trẻ em rất là ngây thơ. Thế thì cái nền của chúng ta lại vô cùng may mắn là chúng ta có cái nền alpha, và nó làm cho là mình có một cái hy vọng, một cái niềm kỳ vọng rất là lớn lao về những anh chị đang dấn thân ở trong cái nền alpha với sự dẫn dắt của thầy. Và em đang nghĩ là năm nay, mặc dù là pháp lý thì nó có vẻ như là nó không liên quan gì đến những cái vấn đề như thế, nhưng thực ra là nó có liên quan rất nhiều. Bởi vì khi mình nhìn thấy những hiện tượng như thế thì mình lại quay về vấn đề về kỷ cương, về luật pháp,
về cái tính nhân văn ở trong luật pháp, về về những cái việc mà giáo dục về cái ý thức tuân thủ luật pháp, hay là giáo dục về cái hành lang cơ bản nhất của luật pháp để mà tự bảo vệ mình, đứa trẻ nó có thể tự bảo vệ mình, thì nó lại gắn liền với giáo dục ở chỗ là gì? Em mong mỏi là có một cách nào đó trong những cái rốt sâu của thầy, trong suốt cái hành trình sắp tới của cái nền tới đây, trong cái cái nền của giáo dục thì cái nền pháp lý có thể kết hợp được hay không để mà biến cái giáo dục về mặt pháp luật nó trở nên gần gũi vô cùng đối với cả cái nền alpha, đối với cả cái nền giáo dục, đối với các cái nền chuyên môn khác và đối với các cái nền địa phương, để mình thấy là tạo nên những cái cơ bản nhất để các em có thể hiểu được rằng là mình có những cái quyền gì và khi nào thì mình đang ở trong một cái vòng nguy hiểm rồi, và mình sẽ cần được bảo vệ như thế nào, ai là người bảo vệ mình, mà mình tự bảo vệ được mình như thế nào, cũng như người lớn cũng vậy. Thì em mong muốn là cái nền pháp lý cũng sẽ đi cùng với những cái nền giáo dục, cái nền y tế, cái nền của các địa phương, để có thể là gì, mình có những cái trăn trở thì mình cũng xin phép là có hai cái trăn trở như thế để chia sẻ với thầy và các bạn, và cũng xin nhường lời lại cho thầy nghe đây Phượng ạ. Dạ, dạ. Sau khi lắng nghe chị Hậu nè, chị Thủy, và em rất là vinh dự để có mặt cái buổi ngày hôm nay, rất là bất ngờ. Không biết như thế nào thì em cảm thấy hình như trên của mình có 5 người. Và câu chuyện của mình là hiện nay vẫn đang nói về các câu chuyện hơi cuộc sống nó đang chuyển về một cái cực, gọi là cái cực mà vật chất quá nhiều. Em lại cảm thấy là cái nền mình ra đời, cái nền mình xuất hiện để cân bằng lại cái cực, cái trục nó đang bị lệch như vậy. Thì trong mọi hoạt động, trong các lĩnh vực, mình cũng đang hướng đến cái điều đó. Thì với em thì em cảm thấy trong cuộc sống gia đình, trong công việc, trong các cái lĩnh vực mà em quan sát ngoài xung quanh xã hội, như là y tế nè, như là các pháp lý, các cái lĩnh vực, hiện nay vẫn là đang cái trục lệch nghiêng về vật chất quá nhiều. Con người đang hướng về cái điều đó. Thì cái nền em cảm nhận thấy rằng là mình sẽ làm những công việc, những suy nghĩ, những hành động, tất cả để cân bằng các cái trục còn lại, cho nó thiên về cái thần thăng bằng đó thầy. Giống như thầy nói nãy, em thấy là công dân toàn cầu và công dân vũ trụ cũng là một cái cách để cân bằng đó thầy. Hiện nay là vẫn là công dân toàn cầu là vẫn là thiên về vật chất. Vậy công dân vũ trụ là như thế nào? Em có những cái trăn trở như vậy sau khi mà em lắng nghe tất cả mọi người, và cũng như thông điệp sáng nay gặp thầy. Em cảm ơn. Hôm nay thực ra là định là qua mùng 3 là qua thầy, nhưng bác chợt nhận được cái thông điệp từ Phương thấy rất là vui. Vì trong trước cái ngày 28-29 thì hai vợ chồng coi lại cái nền về nôi Vũng Tàu, thì hai vợ chồng thức mãi đến gần 2 giờ rưỡi sáng không ngủ được, bởi vì nó có cái trường năng lượng gì lớn ở trong cái nôi Vũng Tàu. Với sáng nay thì có nghe thầy chia sẻ là cái công dân vũ trụ với cái công dân toàn cầu, thì chúng ta cũng phải cái làm rõ hơn sống như thế nào để cho nó đúng cái về mặt triết lý, về mặt lý luận hệ thống, sao cho nhận rõ. Bởi vì như chị Thủy cũng chia sẻ, Hậu cũng chia sẻ, chứ Phượng chia sẻ rằng là qua hiện tại là ở trong nào đó mặt ngoài thì nhìn thấy ai cũng sung túc sung mãn hết, nhưng mà ẩn sâu bên trong nó có cái nỗi đau đớn của trong mỗi gia đình. Để quan sát rất là nhiều tổng thể, có như chị Thủy nói là nốt trầm, và cái sự đau thương nó cũng ẩn chứa trong đó. Thì mong rằng là qua cái năm mới, trong cái cũng là kết thúc cái tiểu vận 8 là của năm 2022, chuẩn bị qua năm 2023 là bắt đầu qua một cái năm, một cái 20 năm mới, khởi nguyên một năm mới. Thì năm nay năm bản lề, thì rất là mong thầy để xây dựng cái nền tảng nó cái con đường đi nó giống như là một thêm 100-150 cái nền trong năm nay nữa, để làm rõ hết vấn đề, nó chi tiết hơn, nó cặn kẽ hơn, nó sắp xếp như thế nào đó, cho nó cuộc sống nó, người Việt mình nó ngày càng phát triển bền vững hơn trong mỗi thành phần con người, với trong mỗi gia đình, trong toàn xã hội. Rất là mong thầy
Năm mới cũng rất chỉ biết là chúc thầy thật nhiều sức khỏe đã cùng cái dẫn dắt cho chúng con bước lên cái một cái hành trang sử mới. Dạ, con xin cho các bạn nào muốn non nước yên bình khắp nơi chung lòng mình về nơi đây.